Xin chào các bạn cuối tuần. Hôm nay thì mình cho các bạn xem một cái điều đặc biệt. Thật ra là mình cũng không ngờ luôn các bạn. Đây. Mình thấy là đây có các bạn này, cái body này chắc là body khoảng 7-8x chứ. Đó, đây mình thấy nhỏ xíu. Này cho leo lên cái này để mình đo xem nhé là bao nhiêu cm nha. Đó. Đây. Này của mình là 70 mà bạn này là chắc là maximum cả được 80 cm. Đó, cho nó đứng đây chứ. Thế thì mình cũng không ngờ là bạn này lại có bầu. Mấy hôm nay thấy cái bụng to lên xong rồi người nhỏ xíu này mà cái bụng to mình bảo ủa hay là nó có bầu rồi. Thế là tối hôm qua nhìn không sờ sờ thấy cộng chứng đây. Cái con này mà không biết có đẻ được không, mà nếu đẻ thì chắc được cỡ 10-15 trứng là cùng. Thế thành ra là cái gu thì không thể nói trước được điều gì các bạn ạ. Khi mà bạn này thì mới baby 2020, nhỏ xíu xíu mà mình cũng thả với bầy vậy chứ không có chế độ chăm gì đặc biệt rồi để sang năm rồi mới cho sinh sản mà năm nay nó đã có bầu cha nữa. Hôm nay bây giờ đang thả chung với bạn Hypo bên này. Đó, các bạn nhìn thấy đây. Đây là dàn Lamborghini của mình. Đây là bốn bạn bên này, có một bạn Albino T, một bạn này là bạn Head Blue, bạn này là bạn Head Hypo. Bạn này thì đẻ rồi, bên này có một bạn Head Hypo nữa. Bạn này cái bụng to tướng. Bạn này chắc cũng sắp lâm bồn này, bạn kia cái bụng to trình hình. Này là bọn em hai cô được, này là bọn em được thả đi lang thang rồi. Nhưng mà điều bất ngờ nhất là cái bạn này bé tí ti mà lại có bầu được, tài thiệt. Bên kia mình có một bạn mới nhập cư về, bạn này cái móp rất chi là lạ, nó không thuộc red, nó cũng không thuộc green, gai thì rất chi là cứng mà body thì rất chi là tròn. Đang ép cho phối xem thằng này có ra con gì không. Đấy, đây là dàn Lamborghini của mình. Chào các bạn buổi sáng nha.